Máy xúc thủy lực Caterpillar 6090 FS chính là chiếc máy xúc thủy lực to lớn nhất mà hãng công nghiệp nặng Caterpillar từng tạo ra. Cỗ máy khổng lồ này được sản xuất ra để đáp ứng nhu cầu khai thác khoáng sản ngày càng lớn của con người. Ở thời điểm hiện tại, máy xúc Caterpillar 6090 FS chính là chiếc máy xúc thủy lực to lớn nhất trên thế giới. Nó biểu trưng cho một thành tựu cơ khí của con người trong thiên niên kỷ mới. Máy xúc thủy lực Caterpillar 6090 FS là một cỗ máy có kích thước khổng lồ. Tổng khối lượng vận hành của cỗ máy này lên đến xấp xỉ 1.000 tấn hoặc 1.100 tấn ngắn Mỹ. Nếu tính một cách tương đối thì chiếc máy xúc này có khối lượng tương đương với 200 con voi đồng cỏ châu Phi. Chiều dài vận chuyển của nó là 13,53m hoặc 44,3 feet. Chiều rộng giữa hai bánh xích khổng lồ của nó là 9.720mm hoặc 31,8 feet, và chiếc máy xúc thủy lực này có chiều cao vận chuyển lên đến 9,99m hoặc 32,7 feet. Chiếc máy xúc này to lớn đến mức người ta không thể nào vận chuyển nó trong trạng thái hoàn chỉnh. Khi muốn vận chuyển cỗ máy này đi xa, người ta phải tháo rời và vận chuyển riêng từng bộ phận. Với kích cỡ khổng lồ như vậy nên chiếc máy xúc này được xếp vào hàng ngũ những cỗ máy khai thác khoáng sản lớn nhất trên hành tinh. Máy xúc thủy lực Caterpillar 6090 FS được cung cấp sức mạnh bởi hai khối động cơ dầu diesel công suất lớn có tên Cummins QSK60. Đây là những động cơ dầu diesel khổng lồ 16 xi lanh, 60,2 lít. Đường kính của những xi lanh khổng lồ này lên đến 159mm. Và độ dài hành trình của các xi lanh chuyển động trong động cơ lên đến 190mm. Công suất cực đại mà hai động cơ diesel này tạo ra khi hoạt động lên đến 4.500 mã lực. 3.360 kW, những khối động cơ này được thiết kế theo những tiêu chuẩn mới, nên tiếng ồn của động cơ khi làm việc được giảm thiểu. Những động cơ này được thiết kế với bộ lọc dầu 2 cấp và bộ lọc gió công suất lớn, giúp kéo dài tuổi thọ động cơ. Hai động cơ này được trang bị hệ thống tản nhiệt riêng biệt. Các quạt tản nhiệt thủy lực hoạt động liên tục hút khí nóng ra ngoài và bơm không khí tươi mới vào bên trong, giúp cỗ máy xúc này có khả năng hoạt động lâu dài mà không bị quá nhiệt. Chỉ số phát thải mà những động cơ này tạo ra đạt tiêu chuẩn khí thải EPA bậc 2 của Hoa Kỳ. Hai động cơ mạnh mẽ mang đến cho máy xúc thủy lực Caterpillar 6090 FS khả năng vận hành cực kỳ đáng tin cậy. Trong 1 giờ đồng hồ, chiếc máy xúc khổng lồ này có thể xúc lên 9.400 tấn khoáng sản các loại. Chiếc máy xúc thủy lực này được trang bị một bình nhiên liệu rất to lớn. Thể tích của bình nhiên liệu này lên đến 16.400 lít hoặc 4.332 gallon dầu diesel. Lượng nhiên liệu mà cỗ máy khổng lồ này lưu giữ tương đương với thể tích của cả một chiếc xe bồn chở nhiên liệu trọng tải 40 tấn. Thùng nhiên liệu lớn cung cấp sức mạnh một cách liên tục cho hai động cơ lớn. Với lượng nhiên liệu lớn như vậy, chiếc máy xúc khổng lồ này có thể hoạt động liên tục trong nhiều ngày. Cỗ máy này cũng được trang bị một bình chứa dầu mỡ bôi trơn lớn, dung tích của nó lên đến 1.000 lít hoặc 264 gallon. Tất cả các khớp và bánh răng trên chiếc máy xúc này sẽ được bơm dầu mỡ bôi trơn một cách hoàn toàn tự động. Máy xúc thủy lực Caterpillar 6090 FS được thiết kế với một hệ thống bơm thủy lực vô cùng ấn tượng. Bình chứa thủy lực của cỗ máy có thể lưu trữ được 10.000 lít hoặc 2.642 gallon dầu thủy lực. Đồng thời, chiếc máy xúc này cũng được trang bị đến 14 máy bơm thủy lực công suất lớn giúp cung cấp sức mạnh cho cả cỗ máy khổng lồ này hoạt động. Đầu tiên chính là một nhóm 8 máy bơm trung tâm. Những máy bơm thủy lực này đảm nhận vai trò cung cấp sức mạnh cho hệ thống cần thủy lực. Lưu lượng dầu thủy lực mà những máy bơm này bơm được trong vòng 1 phút lên đến 7.488 lít hoặc 1.976 gallon. Khi vận hành, áp lực bơm tối đa của 8 máy bơm thủy lực trung tâm này tạo ra lên đến 5.220 PSI. Tiếp theo chính là 6 máy bơm thủy lực có thể đổi chiều. Chúng đảm nhiệm vai trò cung cấp sức mạnh cho trục xoay, các quạt tản nhiệt và hai bánh xích kim loại của cổ máy. Trong vòng 1 phút, 6 máy bơm này bơm được 2.928 lít hoặc 774 gallon dầu thủy lực. Áp lực bơm tối đa của những máy bơm này khi vận hành lên đến 5.080 PSI. Hệ thống thủy lực của máy xúc Caterpillar 6090 FS có một bộ tản nhiệt hoạt động độc lập. 4 chiếc quạt lớn có đường kính lên đến 1.524mm hoặc 60 in. Chúng liên tục đưa khí nóng ra ngoài và bơm ngược không khí mát mẻ vào bên trong. Cơ chế làm lạnh sâu kết hợp cùng bộ điều khiển kiểm soát tốc độ của quạt gió và lưu lượng dầu thủy lực di chuyển qua bộ phận làm mát, đảm bảo cho nhiệt độ dầu thủy lực luôn ở mức tối ưu nhất. Trong vòng 1 phút, bộ tản nhiệt này có thể làm mát 3.900 lít hoặc 1.032 gallon dầu thủy lực. Trục xoay của máy xúc Caterpillar 6090 FS được cung cấp sức mạnh bởi các động cơ piston hướng trục kết hợp cùng với hộp số hành trình 6 cấp độ.
Trục xoay của máy xúc thủy lực Caterpillar 6060 được trang bị những tính năng hữu ích. Đầu tiên là hệ thống tự động giảm tốc độ quay khi tay điều khiển ở vị trí mo. Tiếp đến chính là tất cả các vòng xoay và ống bôi mỡ cho các hộp số quay toa đều được cung cấp mỡ tự động. Phần trục xoay này còn được thiết kế với một cần gạt phía ngoài, ngăn không cho đất cát tích tụ. Trong vòng 1 phút, hệ thống trục xoay giúp cỗ máy này quay được 3,9 vòng. Máy xúc thủy lực Caterpillar 6090FS được trang bị hai bánh xích kim loại lớn. Chiều dài tổng thể của chúng lên đến 10,98 m hoặc 36 feet. Chiều rộng bề mặt bánh xích lên đến 2 m hoặc 6,7 feet. Và những bánh xích kim loại này có chiều cao tổng thể là 2,94 m hoặc 9,8 feet. Tất cả các bộ phận của bánh xích này được tạo ra bằng hợp kim siêu cứng, đảm bảo cho khả năng hoạt động lâu dài. Mỗi bên bánh xích được trang bị hai con lăn vận chuyển nằm ở phía trên, 7 con lăn dẫn động nằm ở phía dưới và 48 miếng đệm xích làm bằng kim loại. Hệ thống bánh xích kim loại này được cung cấp sức mạnh bởi hai động cơ piston hướng trục với hộp số 2 cấp độ. Thêm vào đó, hệ thống van hãm thủy lực tự động để ngăn chiếc xe chạy quá tốc độ khi xuống dốc. Và hệ thống căn đường ray được điều chỉnh hoàn toàn bằng piston thủy lực cũng được thêm vào. Lực kéo tối đa mà hai bánh xích này tạo ra khi hoạt động lên đến 4.338 kN. Hai bánh xích mạnh mẽ giúp máy xúc Caterpillar 6090FS có thể di chuyển với tốc độ tối đa là 2,2 km hoặc 1,3 dặm trong 1 giờ. Khi di chuyển, chiếc máy xúc này sẽ phát ra âm thanh báo hiệu để đảm bảo an toàn. Chiếc cabin của máy xúc thủy lực Caterpillar 6090FS được thiết kế để mang lại cảm giác điều khiển tốt nhất cho người vận hành. Nó có chiều dài tổng thể lên đến 2,2 m hoặc 7,3 feet. Chiều rộng tổng thể của nó là 1,6 m hoặc 5,3 feet. Và chiếc cabin này có chiều cao tổng thể lên đến 2,15 m hoặc 7,1 feet. Thiết kế của phần cabin này mang đến cho người vận hành cỗ máy một tầm quan sát lên đến 8 m hoặc 28,10 feet. Ghế ngồi của người điều khiển được bọc đệm khí nén, ghế ngồi thoải mái có thể điều chỉnh. Chiếc ghế này còn được trang bị hệ thống sưởi ấm, để người điều khiển có thể vận hành ở khí hậu ôn đới. Hơn thế nữa, phần cabin của máy xúc thủy lực Caterpillar 6090FS được bọc thép, các kính chắn gió cũng được bọc thép để bảo vệ an toàn cho người điều khiển khỏi đá rơi. Hệ thống điện tử, màn hình hiển thị và các camera được trang bị đầy đủ giúp người điều khiển dễ dàng nắm bắt tình hình. Máy xúc thủy lực Caterpillar 6090FS được thiết kế với chiếc cần thủy lực vô cùng to lớn. Nó được trang bị tới 6 xi lanh thủy lực đầy mạnh mẽ. Chiếc cần thủy lực này được thiết kế theo cấu trúc kim tự tháp giúp chính bản thân nó trở nên vô cùng cứng cáp. Chiều dài tổng thể của chiếc cần thủy lực này lên đến 15,3 m hoặc 50,2 feet. Cần xúc thủy lực này được kết hợp cùng với một chiếc cầu xúc lớn. Chiếc cầu xúc khổng lồ này có chiều rộng lên đến 6,17 m hoặc 21,73 feet. Và nó được thiết kế với 6 chiếc răng vô cùng khổng lồ, khi hoạt động những chiếc răng lớn giúp cầu xúc này tạo ra lực đào lên đến 3.200 kN. Và chiếc cầu xúc khổng lồ này có thể tích lên đến 59,8 mét khối hoặc 78,2 lát khối. Khi được kết hợp với chiếc cần thủy lực, nó giúp cả cấu trúc tổng thể của cỗ máy này có thể vươn dài ra đến 19 mét hoặc 62. 4 feet. Khi vận hành hệ thống cần thủy lực và chiếc cầu xúc lớn này giúp máy xúc thủy lực Caterpillar 6090FS có thể đào tới độ cao tối đa là 20,2 mét hoặc 66,3 feet. Độ sâu tối đa mà cỗ máy này có thể xúc lên được là 2,3 m hoặc 7,7 feet. Độ sâu đào tối đa này khá nông vì cỗ máy này được thiết kế theo dạng sẻng lật phía trước. Do đó, thay vì đào sâu hơn, chiếc máy xúc này sẽ xúc được ở độ cao cao hơn. Khi hoạt động, máy xúc thủy lực Caterpillar 6090FS có thể xúc lên 94 tấn than, cát dầu, đất đá, than nâu và quặng khoáng sản trong mỗi lần xúc. Máy xúc thủy lực Caterpillar 6090FS được tạo ra để hoạt động cùng những chiếc xe ben chở than to lớn nhất trên hành tinh này. Chiếc máy xúc này chỉ cần 4 lần xúc để lấp đầy xe ben chở than két 798 AC với trọng tải lên đến 372 tấn. Cảm ơn bạn đã xem hết video, hãy bấm đăng ký kênh và bấm vào nút like để ủng hộ kênh bạn nhé. Nếu bạn có bất cứ suy nghĩ gì hoặc ý kiến nào, xin hãy bình luận vào phần comment phía dưới video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn trong những video sau.